Nghe Lữ Trân Trọng kính chào quý khán giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị được an vị tại San Jose và một lễ khánh thành trang trọng với sự tham dự của hàng ngàn đồng hương và các dân cử từ liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố đã diễn ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2021. Hoàn thành sự kiện này trong thời gian kỷ lục 1 tháng, ngoài nhờ sự phò hộ của vong linh những người lính đã khuất, cũng cần ghi nhận những nỗ lực đóng góp thời gian, công sức của các thiện nguyện viên như kỹ sư Cao Hồng, anh Nguyễn Việt Tân, anh Hoàng Thưởng và cả anh Trung, nhân viên của Việt Nguyên Dung, mỗi ngày canh mở và khóa cửa history phạt cho những người nhận công tác dựng tượng đến làm việc. Chúng tôi cũng ngày con là tượng đài dựng tượng ban xây dựng tượng đài tái chiến của Quảng Trị và các anh em trong ban xây cấp tượng đài hôm nay là cái sự rất là quan trọng để chúng con được dựng lên cái tượng đài và cái trung đế đã hình thành trong mấy ngày qua. Để không gian thoáng và rộng hơn trong ngày lễ khánh thành tượng đài, Giám đốc Việt Museum, cựu đại tá Vũ Văn Lộc đã cho dời bản chào mừng Việt Museum và cho tỉa dời các cụm qua. Nghĩa. Đây là cái phần mà cắt những cái bụi này đó để không che khuất cái tầm nhìn của những cử tọa khi tham dự buổi lễ, thưa quý vị. Bởi vì cái sân khấu đó là sẽ nằm ở cái chỗ giống như quý vị thấy là nằm trên cái bục đó. Và các cử tọa sẽ ngồi xung quanh đây. Tạm thời dời cái Welcome to Museum để nó có cái tầm nhìn cho cử tọa khi trong cái ngày tham dự, thưa quý vị. Quý vị thấy rằng ngoại trừ cái vấn đề phải tỉa những cái cây để không che cái tầm nhìn thì ngay cả cái bản Welcome to the Museum cũng phải dời đi. Ban tổ chức hợp đồng một xe nâng đậu trên đường có thể dương cần nâng ra đến trên 100 feet. Dạ thưa anh, cái này đó, cái crane này đó, vì nó rig out rất là xa, nó trên 100 feet mà nó câu những cái khối lượng nó rất là nặng. Cái này nó trên 10 tấn. Do đó mà khi mà cái crane nó đưa xa như vậy đó, nó cần phải có cái quay ở bên kia, nó kêu là counterway. Do đó nó phải đem những cái counterway đó để nào nó ba lăn lại nó, đồng thời những cái chân nó dùng những cái feet ở trong cái xe crane của nó đó, nó extend ra để cho nó giữ cho nó rất ba lăn ở dưới mặt đất. Đó là cái lý do tại sao mà nó phải dùng tới những cái đó. Xe lift mà quý vị thấy cái dàn lift nó như thế này. Cái base của cái tượng đài sẽ đặt trên cái foundation như thế này, thưa quý vị. Chúng tôi được biết được rằng cái foundation này đó, thưa quý vị, đã được đào sâu xuống 4 feet. Thưa quý vị, thì đây cái base của cái tượng đài đang để lên trên cái foundation. Thưa quý vị, cái phần mà base của tượng đài đã được đặt xuống xong. Bây giờ thì đưa cái piano của mặt trước, đưa piano vào trong cái base của tượng đài. Cả tháng trời bỏ công sức và công việc cá nhân, không nhận bất cứ thù lao gì, các anh còn tự bỏ tiền cá nhân để lo bữa ăn hay các chi phí lặt vặt. Nướng 300 pound sườn đại hàng và 25 hộp tôm để phục vụ một phần thức ăn cho cử tọa tham dự buổi lễ khánh thành. Người nướng dùng lò nướng của History Park. Bà giám đốc công viên đã than phiền lò nướng bị dơ, văng mỡ ra cả nền. Sau buổi lễ, cũng chính các anh Hồng, Tân và Thưởng phải bỏ thời gian để clean up. Kính thưa quý vị, thì hôm nay khi mà cái History Park nó complain ở cái chỗ BBQ này đó bị mỡ nó văng ra ngoài, thì anh Hoàng Thưởng, anh Tân và kỹ sư Cao Hồng đang tìm cách để mà xịt cho nó clear được những cái này.
nó axit là nó đụng lại thôi lên điện nha. Hai nha, để tôi đi lên xong để lên đây. Cho nó mấy phút đi nha. Đúng rồi. Cho nước nước cần tôi xịt nước thôi. Thôi. Màn ấy luôn nha, nó hơi áp xít lên giữ nước á. Màn mát chưa? Màn mát chưa là cái mùi nó. Ok xịt chưa? Mình nó xịt được rồi đó Tân. Tân nó khác tiền không? Đó một lít hai thằng cộng vô. Hai cộng vô liền đổ liền 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 ấy. Để chứ. Đúng hả? Để vậy chứ, vậy vậy đổ hai thằng cộng. Rồi. Cặt đó nữa cái gì mà? Cái gì mà không ra? Cái là khó là. Thưa quý vị, thì để làm clear được cái này đó thì mấy anh phải dùng axit cộng với là xà bông. Và quý vị thấy rằng hiện giờ thì cái hình ảnh nó đã sáng trong sạch hơn rất là nhiều rồi. Sau khi các anh đã clean up lò nước, thì giám đốc điều hành Hisuri Park đã chứng nhận. While taking the time to make our beautiful barbecue look as it did before, you kept your word and we greatly appreciate that. Thank you very much. Kính thưa quý vị, việc tượng đài tái chiếu của thành Quảng Trị dời về thành phố San Jose được sự hưởng ứng, hỗ trợ của nhiều người, dù là dân sự. Một trong những người tích cực là chủ nhân Crema Coffee, vợ chồng anh Đức, chị Dung. Trong những ngày ban tổ chức lễ khánh thành tượng đài cần họp để bàn và phân công công việc, anh chị Đức Dung đều cho mượn chỗ họp, chẳng những vậy còn lo cho bữa ăn chiều. Hơn thế nữa, sau buổi lễ khánh thành tượng đài, anh chị Dung Đức còn khoản đãi một bữa tiệc thịnh soạn cho trên 150 người gồm ban tổ chức, các anh em thu lục chiến và đồng bào Nam Cali trước khi lên xe đi về. Lập đàn mà cung đi, cung đi. Thưa quý vị, anh em đã cung vào ngày mai hôm sau trời tạnh mưa và chúng ta đổ một đổ xăng, đổ một đổ móng như thế. Rất màu nhiệm trong cái cuộc đấu tranh này, rất màu nhiệm. Hồi chiều tôi đã nói rồi, nếu không có anh em và không có anh Hồng, không có cô Thu và không có các chính gì nha, 6 tháng nữa chơi chắc chúng ta đã làm tượng đài được.